cho video ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng Viền Audio lại tiếp tục lên giới thiệu cho toàn thể các bác, đó là dòng sản phẩm mẫu loa bát của Venga. Thì với một cái dòng sản phẩm combo trong video ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ lên giới thiệu chi tiết về dòng sản phẩm để cho tất cả các bác cùng xem, và các bác có thể là phù hợp với những cái dòng sản phẩm nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp đến với kênh của em Huyền Audio các bác nhá. Thì trong cái một cái bộ combo như thế này thì em cũng nói luôn, thì bên cửa hàng em có sử dụng đó là một cái cặp chép củ chép BC của thương hiệu của DMX các bác nhá. Đây là củ chép 450 và hiện tại là củ chép này em đang bán cho toàn thể mọi người với cái giá là chỉ có 700.000 thôi các bác nhá. Đây em sẽ nghe trực tiếp cho tất cả các bác test trực tiếp về cái củ chép này, và em đang dùng đó là một cái bộ phân tần, bộ phân tần hai đường tiếng một bát một chép. Đây em sẽ test thử cho tất cả các bác cùng nghe nhá. Các bác nghe tiếng này, tiếng chép thì của dòng sản phẩm này thì nó đánh rất là hay các bác nhá. Nghe tiếng cực kỳ các bác, là không thể nào chơi được với những cái củ chép như này. Các bác có thể nghe tiếng rất là sáng thôi nhá. Đó, anh em nghe tiếng này cực kỳ là sáng luôn, ok chưa? Đấy, anh em nghe cái tiếng chất chép nó ra, nghe cái tiếng chất chép nó ra, tiếng nó ra rất là sáng và bay, và độ bay xa của con này thì cực kỳ là xa luôn các bác nhá. Đấy, khi kết hợp với cả một cặp loa bát nữa đúng không ạ? Thì hiện tại là với cái mẫu chép 450 này thì bên em đang bán cho mọi người với cái giá là chỉ có 700.000 một cặp các bác nhá. 700.000 một cặp. Thì cũng như vào đầu video thì bên cả anh em cũng đã test thử cho tất cả mọi người cùng nghe ở cái chất âm, đúng không ạ? Đây là một cặp loa, một cặp phân tần hai đường tiếng dùng cho cả một cái bộ combo như thế này. Đấy, anh em chơi với những dòng sản phẩm như thế nào thì các bác có thể liên hệ. Bên cả hàng em sẽ bán tách rời ra cho tất cả mọi người các bác nhá. Phân tần hai đường tiếng một bát một chép của cổ trì bảo vệ chống cháy chép. Đây là vỉ phíp chống cháy các bác nhá. Vỉ xíp phíp chống cháy bộ combo đà đai vự của phân tần rất là ok luôn. Đấy, và tiếp theo nữa thì bên cả anh em sẽ giới thiệu cho toàn thể của bác, đó là một cái mẫu loa bát của Venga. Thì cặp loa bát Venga này từ cấu tạo của nó là từ 19, xương của con này nó là xương gang đơn, xương gang đơn. Về phần công suất của loa thì nó đạt là 450W và công suất đạt đỉnh là 1000W. Con này độ nhạy sensitivity là 98 dB và giải tần phân quy đam là 45Hz, đánh nhảy trở kháng 8 ohm. Về phần côn loa thì chiếc loa bát của Venga này, côn của nó là côn 75, nhện màu vàng chanh, gân xếp đôi màng màu đỏ, viền màu đỏ. Và phần màng loa thì là màng loa chống nước Ophelon, côn cổ cao. Thì hiện tại là cái bát Venga này thì bên em đang bán cho mọi người với cái giá là 1.750.000. Và giá thì cũng đã được bao gồm đó là cái phí vận chuyển đến tận khách hàng. Và anh em mua hàng thì các bác có thể là nhắn tin trực tiếp đến với cả kênh của bên em để sở hữu cái cặp loa bát Venga này. Đấy, bây giờ em sẽ test thử cho tất cả các bác cùng nghe và cũng như cùng trải nghiệm với cặp loa bát của Venga các bác nhá. Đây, các bác cùng em sẽ trải nghiệm cặp loa bát Venga lại một lần nữa. Cho nên là các bác nghe cái tiếng nó đã đẳng cấp như thế này rồi, và khi có độ cộng hưởng của loa thì thực sự các bác nó còn hay hơn nữa các bác nhá. Đấy, anh em chơi với những dòng sản phẩm của loa bát Venga này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua cửa hàng bên em để được đặt hàng. Và tiếp theo nữa thì em sẽ lên cho toàn thể các bác đó là một cặp loa bát, cũng là loa bát 30 thôi nhá. Đấy, đây cũng là cặp loa bát 30 để lên sóng cho tất cả các bác trong video ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em sẽ lên hai video để cho tất cả các bác theo dõi, anh em nào phù hợp với những dòng sản phẩm như thế nào thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp đến với cả kênh của bên em. Thì cũng là vẫn là một cái combo như vậy, chép kèm DMX phân tần hai đường tiếng. Thì em sẽ lên giới thiệu cho toàn thể các bác, đây là một cái cặp loa bát chính hãng của GQ, mã của nó là 12F x 400.
Đấy, cặp loa bass của JQ các bác nhá, 12F nhân 400. Con này thì về phần từ loa thì của nó là từ 17. Xương của nó là xương gang, đúng không ạ? Về công suất khởi chạy là 400W và công suất đạt đỉnh là 1000W, độ nhạy sensitivity là 98 dB và giải tần phân quy đam cũng là 45Hz, đánh ở trở kháng 8 ohm. Thì hiện tại là cái cặp loa bass hàng chính hãng của JQ này. Có nhiều bác hỏi là bên cửa hàng em là côn từ to là hay có phải không ạ? Thì em cũng trả lời luôn, nó tùy thuộc vào cái kích thước của thùng loa, chứ không phải là các bác mua các cái thùng loa kém chất lượng về mà các bác chơi những dòng sản phẩm từ to thì nó cũng sẽ không được ra được cái tiếng đực. Và các bác mua phải cái thùng xịn nhưng mà thùng nó to quá thì cũng không hay được. Đấy, cho nên là các bác phải lưu ý các bác nhá, tùy thuộc vào cái giải phân cách của loa. Đúng không ạ? Về phần nhện loa thì chiếc loa bass này thì nhện của nó nhện 4 nước màu vàng chanh. Cổ côn của nó là cổ côn 75, côn 75, gân vải lụa, màng chống nước Ophelon. Đấy, thì cũng như bên cả hàng em cũng đã giới thiệu cho tất cả mọi người rồi. Thì hiện tại là cái cặp loa bass của JQ này là bên em đang bán cho tất cả mọi người với cái giá là chỉ có 1.700.000 các bác nhá. 1.700.000 thì các bác cũng đã sở hữu được cặp loa bass của JQ mã 12F nhân 400. Và bây giờ thì em sẽ test thử cho tất cả các bác cùng nghe và trải nghiệm cặp loa bass của JQ này. Đúng không ạ? Riêng cặp này thì nó thật sự các bác là tiếng nó cũng rất là hay các bác nhá. Riêng hàng bên cửa hàng em mới bán bao giờ bán cho tất cả mọi người với những các cái giá vừa tốt loa lại chất lượng các bác nhá. Đây test thử luôn cho anh em nghe. Review cho tất cả mọi người cùng xem và cùng nghe với những dòng sản phẩm mà bên em đang bán. Anh em có nhu cầu mua hàng đặt hàng thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp đến với cả kênh của bên em để sở hữu các cái dòng sản phẩm loa bass rời, chép kèn rời, phân tần rời. Kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.